Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này do phát khởi tâm rộng lớn như vậy vì muốn giải thoát tất cả hữu tình. Tuy phát tiếp tục ba pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện và tam ma địa, nhưng vì hộ trì phương tiện thiện xảo nên không chứng thật tế. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã hộ trì phương tiện thiện xảo nên thường nghĩ thế này: ta không bao giờ bỏ tất cả hữu tình mà hướng về viên tịch do phát khởi ý nghĩ phương tiện thiện xảo đó, nên trong khoảng thời gian này không chứng thật tế. Này Thiện hiện, nếu các Bồ Tát đối với chỗ sâu xa hoặc đã quán sát hoặc sẽ quán sát, nghĩa là chỗ sở hành của ba pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện đẳng trì, các Bồ Tát này thường nghĩ hữu tình, ngày đêm khởi tưởng hữu tình, hành có sở đắc dẫn đến các nẻo tà ác kiến, luân hồi trong sanh tử, chịu khổ vô cùng. Ta vì đoạn tận nẻo tà ác kiến cho các hữu tình kia nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì các hữu tình mà thuyết pháp không sâu xa để chấm dứt sự chấp chặt kia và ra khỏi khổ sanh tử. Thế nên tuy học pháp môn giải thoát không mà trong thời gian đó không chứng thật tế. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này do khởi ý nghĩ phương tiện thiện xảo, tuy ở khoảng giữa không chứng thật tế nhưng không thối lui bốn định vô lượng. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã được phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hộ trì, nên bạch pháp tăng bội phần và các căn dần thông lợi, lực chi giác đạo dần dần tăng ích. Này Thiện hiện, các Bồ Tát này thường nghĩ hữu tình ngày đêm thực hành trong các tướng, phát sanh các thứ cố chấp, do đó luân chuyển thọ khổ vô cùng. Ta vì chấm dứt các tướng chấp nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì các hữu tình thuyết pháp vô tướng làm cho chấm dứt tướng chấp, ra khỏi khổ sanh tử, do đó thường vào vô tướng đẳng trì. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này nhờ trước đã thành tựu phương tiện thiện xảo và phát sanh ý nghĩ, mặc dù thường biểu hiện nhập vào đẳng trì vô tướng nhưng ở trong thời gian đó không chứng thật tế. Tuy ở trong thời gian không chứng thật tế nhưng không thối lui từ bi hỷ xả và các định khác. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã được phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hộ trì, nên bạch pháp tăng bội phần, các căn dần thông lợi, lực chi giác đạo dần dần tăng ích. Này Thiện hiện, các Bồ Tát này thường nghĩ tâm hữu tình ngày đêm phát khởi tưởng thường, tưởng lạc, tưởng ngã, tưởng tịnh, do đó dẫn đến sanh điên đảo chấp trước, luân hồi sanh tử, chịu khổ vô cùng. Ta vì chấm dứt bốn điên đảo đó nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì các hữu tình nói pháp không điên đảo, nghĩa là nói sanh tử vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, chỉ có niết bàn vắng lặng nhiệm màu, đầy đủ tất cả công đức chân thật. Do vậy mà Bồ Tát thường nhập vô nguyện đẳng trì. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này do trước đã thành tựu phương tiện thiện xảo và phát sanh những ý nghĩ, tuy thường hiện nhập vô nguyện đẳng trì mà các pháp Phật chưa hoàn toàn viên mãn thì không bao giờ nơi trung gian chứng thật tế. Tuy nơi trung gian không chứng thật tế nhưng không thối lui từ bi hỷ xả và các định khác. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đã được phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hộ trì, nên bạch pháp tăng bội phần, các căn dần thông lợi, lực chi giác đạo dần dần tăng ích. Này Thiện hiện, các Bồ Tát này thường nghĩ thế này: hữu tình ngày đêm trước đã thực hành có sở đắc, nay cũng thực hành có sở đắc. Trước đã hành hữu tướng, nay cũng hành hữu tướng. Trước đã hành điên đảo, nay cũng hành điên đảo. Trước đã hành tưởng hòa hợp, nay cũng hành tưởng hòa hợp. Trước đã hành tưởng hư vọng, nay cũng hành tưởng hư vọng. Trước đã hành tà kiến, nay cũng hành tà kiến. Do đó trôi lăn chịu khổ vô cùng. Ta vì chấm dứt những tội lỗi đó nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì các hữu tình thuyết pháp sâu xa làm cho những tội lỗi đó đều vĩnh viễn chấm dứt, không trôi lăn trở lại chịu khổ trong đường sanh tử, nhanh chóng chứng thường lạc chân tịnh niết bàn. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này do lòng thương tưởng sâu xa tất cả hữu tình nên nhiếp thọ thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thường ưa quán sát nơi pháp tánh sâu xa, đó là không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, vô khởi, vô tận, vô tánh thật tế. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này thành tựu tri kiến thù thắng như vậy, nếu còn rơi vào pháp vô tướng, vô tác hoặc ở nơi ba cõi, những điều này không thể xảy ra. Thiện hiện nên biết
các Bồ Tát này thành tựu công đức thù thắng, buông bỏ các hữu tình để hướng đến viên tịch, không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích cho hữu tình, chắc chắn việc này không thể xảy ra. Hết quyển thứ 550.